Thưa quý vị, có thể nói, thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã tác động không nhỏ đến trẻ em, đến sự an toàn, phúc lợi và quyền của các em. Trong bối cảnh thích ứng linh hoạt mới, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em càng cần được chú trọng và đa chiều trong cách tiếp cận, nhằm kịp thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của trẻ em, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện với trẻ em. Đây là website bảo vệ trẻ em Đà Nẵng.vn và ứng dụng di động Trẻ Em Đà Nẵng vừa được ra mắt vào tháng 4 vừa qua. Trong nỗ lực đa dạng phương thức tiếp cận với trẻ em, gia đình nhằm phòng ngừa bạo lực, chăm sóc sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội cho trẻ em thanh thiếu niên, góp phần thực hiện có hiệu quả quyền trẻ em tại thành phố Đà Nẵng. Qua cái kênh này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn các cơ quan truyền thông đại chúng, rồi toàn thể người dân giới thiệu và biết đến kênh này nhằm thực hiện tốt cái quyền bảo vệ cho trẻ em, cũng như là hỗ trợ tốt nhất cho chính quyền và các cấp, các ngành để mà cùng nhau chăm sóc, bảo vệ trẻ em của chúng ta. Bên cạnh đó, nhằm triển khai thực hiện luật trẻ em năm 2016, các cấp hội đoàn đội trên địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động, mô hình sáng tạo hiệu quả. Một trong những mô hình thiết thực có thể kể đến là việc thành lập và hoàn thiện hội đồng trẻ em từ cấp thành phố đến cơ sở. Tại kỳ họp hội đồng trẻ em, các đại biểu thiếu nhi có cơ hội trao đổi, trình bày ý kiến về những vấn đề liên quan đến trẻ em, qua đó phát huy quyền tham gia của trẻ như một nhân tố tích cực trong quá trình cải thiện các điều kiện sống và phát triển của trẻ em tại địa phương. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi thành phố vẫn luôn cố gắng để có những sự quan tâm giúp đỡ cho trẻ em và đã tổ chức kỳ họp trẻ em thành phố thường niên. Em hy vọng các cô chú lãnh đạo sẽ tiếp tục có những sự quan tâm sâu sắc hơn đối với trẻ em, thúc đẩy nhiều hơn 4 nhóm quyền trong luật trẻ em 2016. Thực tế cho thấy, trẻ em rất cần được tạo điều kiện để tham gia những sân chơi bổ ích nhằm phát huy năng khiếu, rèn luyện thể chất, tinh thần, cũng như được trau dồi các kỹ năng sống cần thiết. Tháng Hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, các cấp ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố sẽ tăng cường vận động nguồn lực, giúp đỡ, chăm sóc trẻ em, xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi cho trẻ em, cũng như tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, hấp dẫn, thú vị ngày hè cho trẻ em. Con mong muốn thành phố sẽ có thêm nhiều sân chơi để trẻ em có thể bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình. Trong tháng hành động vì trẻ em, thì thành đoàn hội đồng đội thành phố sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh cho trẻ em. Ví dụ như là liên hoan làng điệu dân ca, rồi là cuộc thi nhảy dân vũ mùa hè rực rỡ được biểu diễn tại cầu Rồng. Bên cạnh đó, thì thành đoàn hội đồng đội thành phố cũng tiếp tục các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức các lớp tập huấn, tư vấn về tâm lý, sức khỏe, tinh thần và tâm thần cho trẻ. Để triển khai có hiệu quả tháng hành động vì trẻ em, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã giao ngành giáo dục phối hợp đoàn thanh niên, các địa phương, đơn vị liên quan cùng gia đình thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em trong dịp hè, giáo dục trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại, bạo lực, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện với trẻ em.